Xin chào cả nhà đã quay trở lại video tiếp theo của Man Demon ạ. Sáng nay thì Man Demon cũng đã lên rừng tại chỗ mà lần trước mình đi tìm ốc rồi cả nhà. Sáng nay mình cũng phải trở lên lại khu rừng này vì mình cảm thấy là tại chỗ này thì có khá là nhiều những cây dược liệu cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ đi lần lượt giới thiệu cho cả nhà xem nhé. Lúc nãy thì mình vừa đến đây thì phát hiện chỗ đây là có cây sa nhân đấy cả nhà. Mình phát hiện là ở chỗ này là có rất là nhiều luôn cả nhà xem này. Lá thì giống lá riềng rừng nhưng mà gốc của nó lại có những trái giống như là trái chôm chôm đây cả nhà. Để mình phát hiện được có hai trái đây này cả nhà. Hai trái đây. Và bây giờ mình bắt đầu mình sẽ thu hái lần lượt những cái quả sa nhân này nhé. Vì mình thấy rất là nhiều nên hôm nay mình lấy chắc sẽ được nhiều đấy. Vì mình cung cấp bán cho cả nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái mặt hàng sa nhân này thì hãy liên hệ với mình nhé. Vì từ trước đến giờ thì trong ông bà trong làng thì thường hay là lấy cây này để chữa cái đau bụng rồi cả nhà. Nấu nước uống rất là tốt. Đây, cả nhà nhìn xem này. Khu vực này này. Có quá là nhiều luôn này. Hai này. Đây nó mọc một bãi luôn rồi. Nó mọc cả một bãi luôn đấy. Nãy tìm thấy chưa? Các bạn có thấy gì không? Nè, sa nhân tiếp tục đi cả nhà. Này nấm này thì giống hồng linh chi nhưng mà không phải cả nhà. Rất là nhiều luôn. Trong rừng những cây nó đây bên này. Rúp đi rúp rúp hết. Gặp được cứ bắt đi để mà trưa mình ăn tại rừng luôn. Coi đi. À. Đây cả nhà ơi, đây tiếp tục có sa nhân này cả nhà. Ngăn ngăn. Để quay lại, quay lại. Đây cả nhà ơi, chỗ này có sa nhân này cả nhà. Đi qua hướng này, qua có vòng vòng qua đây. Đây cả nhà. Bây giờ mình hái nhé, lần lượt hái hết nhé. Rồi, hai cái, ba trái rồi. Mình nãy mình cũng có hái được một cây nấm linh chi lim xanh này cả nhà. Khu vực này sẽ chắc chắn là sẽ có nhé. Nên mình để nếu mà gặp được thì mình sẽ lấy luôn nhé. Và nếu mà cả nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái nấm lim xanh này thì hãy liên hệ số điện thoại mình để ở màn hình hoặc là trang website gialangtayguyen.com nhé. Sẽ có đầy đủ những cái mặt hàng đấy nhé cả nhà. Này sa nhân đây này. Wow, nhiều lắm cả nhà ơi. Đi xuống đây, xuống đây. Ôi trời ơi, một mớ luôn này cả nhà ơi, trúng quả rồi. Cả nhà xem này. Ôi trời ơi, nhìn thích thật. Đã. Rồi, rất thôi. Này cần quay không? Lấy rồi. Lấy luôn đi, gặp là lấy đi. Lấy rồi tí nữa mình cho hết vào bao rồi về phơi khô. Được một mớ rồi. Gặp thì hái luôn nhé Hòa ơi. Ai gặp thì hái luôn nhé, rồi tí nữa xem thử ai hay được nhiều hơn nhé. Đây này cả nhà, một bãi sa nhân luôn này. Ai nhiều hơn, con đó nhiều hơn ha. Gặp nấm rồi gọi nha, kêu nha. Có không Hiếu? Có chứ. Sao mà nhanh thế? Đây. Đây quả to này. Hiếu nãy vừa cũng được hai chùm này. Hai chùm to rồi cả nhà. Mình thì cũng được hai chùm. Tạo quá. Ôi giời, được chùm nữa hả Hiếu? Chùm nhỏ. Ôi đây này. Lên hai chùm này luôn đi Hiếu ơi. Bỏ trong bao giờ làm. Bỏ vô bao đi. Bỏ trong này. Bỏ vô bao chùm đấy. Đây này. Đây này. Nước sắc cái nước. Ừ, cả nhà. Ra ngoài đây. Ôi, đã thật. Đây đã cho mọi người xem đó. Đó, rút sợ ơi. Rồi, bỏ hết vô bao đi Hiếu. Bỏ nó vô ba lô đi. Ba lô này là ba lô tự chế đấy cả nhà. Hôm nay thì mấy anh em mình sẽ lên một quả đồi này rất là cao cả nhà. Nên là mình sẽ đem theo nước để mà trưa nay thì mình gặp thức ăn trên rừng thì mình sẽ không gặp khe nước thì mình sẽ nấu nước, nấu ăn trên rừng luôn nhé.
Không tìm được thứ gì chắc phải nhìn đói rồi. Cái nãy nấm bỏ vô chưa? Bỏ nấm lim xanh vô luôn đi. Bỏ vô luôn đi. Ở đây có một thùng hỏa lấy luôn nhé. Rồi lấy luôn đi, tí nữa tới đây giao nộp thôi. Lấy tí nữa giao nộp thôi chứ, không có hỏi nhiều. Nhà xem xa nhân này, đây luôn nè. Đúng rồi. Gốc có nhưng mà không có trái này. Ui là rau bông này, đang rau bông này cả nhà. Nhà xem nó đang rau bông nhỏ nhỏ này. Nhưng mà mình để cái đĩa cho nó lên nhé, mình không lấy nhé. Chia ra mọi người đi một hướng nha, thấy ốc thì bắt ốc, thấy xa nhân thì lấy xa nhân. Thấy gì thì lấy nấy nha. Tí lạc nhau thì gọi nhau nha, hú nha. Hồi được mấy chùm rồi Hồi ơi? Ôi trời ơi, trúng quả, trúng mánh rồi cả nhà ơi. Ôi hình như có trái mít rừng này thì phải này. Nhá không? Đúng rồi, mít rừng. Có trái mít rừng xung quanh đây rồi cả nhà ơi, phát hiện ra trái mít rừng rồi. Muối của nó này. Hiếu xem thử xung quanh đây có cây mít rừng này. Đâu đâu? Xem một cái trái to không? Hai cây mít rừng. Xem cái trò to không? Cái to không? Xử lý luôn đi. Đây. Nhiều. Ôi, đây nữa đây. Không có chín. Như. Ôi. Ta không thấy muối ở đâu nhưng mà toàn là sơ không thế này. Nó như đây là bị non này cả nhà. Con gì, gì nó hái xuống bị non đấy. Nhưng mà có mít rừng quả này chín thì ăn đúng bài luôn đấy. Cả nhà ơi, nhìn hoa. Đây, ở đây nhiều lắm nè. Hoa, xem hoa này. Hoa giỏi không? Hoa cô gái hái được cũng mớ rồi cả nhà, xa nhân này. Hoa đây giỏi quá. Nhiều lắm. Này em bỏ bao này, em bỏ bao giúp anh với. Cả nhà vô đi xem này. Trời ơi, một ổ trong này luôn cả nhà ơi. Bỏ hết bao đi, bỏ hết bao cho anh đi. Từ từ ra cả nhà. Bây giờ. Cả nhà xem này. Một ổ luôn này. Ở dưới chân này. Huy quay dưới chân này Huy. Đấy, cả nhà thấy chưa? Wow, trời ơi. Rồi rước nha. Ở đây này. Rồi trong kia này kìa. Đi vòng lên kia rước đi Hòa ơi. Hai ba chùm rồi. Ui nhiều quá, trúng mánh rồi. Rước ra kéo hư cái cây nha, để lần sau còn lên lấy nữa. Thì ghê á. Ui dạ. Rồi bỏ hết cái bao đi ơi. Ui cả nhà xem này. Mới một tí thôi mà, lâu hay một tí thôi mà đã một đống rồi đấy cả nhà. Công nhờ Hòa á. Nhờ Hòa. Điều này về phải chia tiền cho Hòa nhiều đây này. Chia tiền nhiều tí chứ không thì hôm sau tôi ấy. Nó đầy á. Đầy thì đầy chứ sợ gì có cả cái bao to mà. Ở đi. Có nhiều thì gọi tiếp nha. Đi anh đi. Không thấy gì hết mà em thấy nhiều quá. Đi lên hay đi xuống? Đi thì, xuống chứ. Thì lên chỗ này này nó đỡ rậm. Đây cả nhà có cây nhím đá này nhưng mà nó còn nhỏ, hôm nay mình không lấy nhá. Hôm nay mình chỉ đi lấy xa nhân thôi. Ôi, sao không em? Tạt ngang qua hướng này đi. Rồi Hiếu cũng được mớ nữa kìa. Qua xem Hiếu đã. Trời. Thôi bỏ bao đi. Cứ kiểm duyệt cái nè. Cứ kiểm duyệt phát rồi bỏ bao nè. Rồi tốt ạ. Tốt ạ. Rồi bỏ bao đi. Đầy. Đầy chưa? Gần đầy. Một tí nữa là đầy. Cái đây về mình ngâm rượu hoặc là mình nấu nước uống hàng ngày đều tốt chứ cả nha. Phơi khô cũng được, để tươi cũng được. Nhưng mà quý vị ở xa quá thì mình không có thể gửi tươi được thì sẽ gửi khô chứ. Có nhiều măng hả?
Mùi sốc đỡ ăn. Chai này chai ngọt, nó chín ngọt lắm. Chai này chai ngọt rồi cả nhà. Sốc ăn lơ mòn le me hết trơn rồi. Đây cả nhà này. Đi phát hiện được quả chai, chai rừng nhưng mà sốc đã ăn lơ mòn hết rồi. Sốc nó ăn trước mình rồi. Còn sống thì nó chua. Bác đi, bác đi, có ốc. Gặp ốc thì bác hết đi, để trưa nay mình làm món ăn luôn. Ôi, trái chai này to thế. Nhà ơi, trái này nó còn nó chưa chín nữa chà. Nó chưa chín mà thu rừng nó phá quá, nó không biết giữ gìn gì hết. Ăn không ăn là cứ phá thôi. Bọn thu rừng này gặp phải, nếu mình gặp nó thì mình phải cho nó một bài học mới được. Ôi, ốc này, ốc này. Vừa chặt trái chai mà thấy ốc luôn. Ủa, đây nè, đây nè. Đây nè, cả nhà nhìn nè. Ồ, vừa. Nhiều quá. Đây, lượm luôn đi. Rúp, 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 rúp. Con ốc, con ốc. Vào, vào. Con ốc này. Ngăn, cô. Đây nè cả nhà ơi, bắt được ốc rồi cả nhà. Nãy giờ bắt được cũng được cỡ hơn chục con rồi. Không ăn. Đủ bữa trưa. Đây cả nhà. Ốc nhiều hơn bữa đây cả nhà. Đấy. Đây, đưa nộp hết vào đây, nộp hết vào kho đi, quỷ đây trưa nay để mà nhà đầu bếp mà chế biến cho ăn nha cả nhà. Không nộp vào trưa đó đáng chịu nha. Đó đó đó, dưới chân kìa. Rụp rụp hết. Trời ơi, anh Hiếu dặm lên rồi chắc. Ôi, nhiều đấy, mình bỏ vào đây. Trưa ngồi mình lễ xong rồi mình kể chuyện nha cả nhà. Xong rồi mình lụm nha. Đi vừa đi tìm dược liệu mà tìm thức ăn luôn đây cả nhà. Một công đôi việc, gặp cái gì thì lấy nấy. Chạy đi. Cả nhà ơi, mình phát hiện này cả nhà ơi. Phát hiện có một con ốc khổng lồ đây. Đấy, nó đang ăn cái lá kìa. Rồi. Xin nha. À đây đây. Đây. Con này to quá, con này đang ăn trái chai rừng này cả nhà. Nó đang ăn quả chai này. Đang ăn trái chai á. Vùng này có trái chai nữa rồi, trái chai rừng này. Chai này sắc với chuột nó ăn hết rồi cả nhà. Chua. À. Ồ, kìa ơi. Mình phát hiện được là một chỗ đây có quá là nhiều mang luôn cả nhà. Hôm nay mấy anh em mình đi nhiều người thì mình sẽ gom hết về phơi khô nhá. Đây đi. Ở video trước thì mình cũng đã chặt bỏ đây này. Bỏ tí mình lột sau. Thì người chặt người lột đi, người chặt người lột đi chứ. Bỏ đây nha. Hoa ơi. Em chặt đi để anh lột cho, em chặt mang quen rồi em chặt đi. Mình đi rừng thì mình gặp gì mình lấy nãy thôi cả nhà. Anh phát hiện đi kia kìa. Một bụi kia là phải có 20 cây măng. Đó đi. Còn thấy một chỗ đây rồi. Em sắc ở trong ba lô. Em sắc hiệu. Rồi. Mình chặt mình gom hết lại một đống đi rồi mình lột sau nhé. Cầm dao này đi, em chặt trên đường chặt dưới đất nhé. Cầm dao này em chặt dưới đất. Lên đây xem này. Cô, không cô Huy. Nhà xem này. Nhà xem này, măng này. Mà những cái măng to vĩ đại không ạ nhà. 1, 2, bên kia 3, 4, đây này. Nhà xem này. Đây này.
Cả nhà xem này. Đá cả nhà, đây, đây này. Bụi ba cây nữa này. Bên kia hai cây nữa kìa. Còn trên đây nữa này cả nhà. Trời ơi. Trên đây nữa này. Đây này. Một măng khá là đã luôn cả nhà ơi. Cái này mà xáy ra thì bẹ măng rất là to nhé. Đây. Bụi đây nữa. Đây nữa nè. Hôm nay măng rừng với lại sa nhân gì. Nhiều lắm mà nhà ơi. Ui, ghê học loạn luôn kìa. Còn thấy một chỗ đây là tí nữa tầm tầm 5 tầm 7 lại là lột nhé. Mày nhú này. Còn phía dưới này. Hoa ơi, cái bao được bỏ vào đó, để tí nữa mình lột mang mình bỏ vào đó cho nó khỏi dơ. Em lột rồi má. Vô. Nhiều quá đi. Ngon lành cành đào rồi. Thấy chưa? Hiếu qua mấy mấy bên kia coi còn không Hiếu. Đi đường này kia. Thì phải quay lại chỗ lúc nãy đó. Hai. Hai bỏ tiếc hả? Ừ. Tiếc lắm. Lỡ thấy rồi. Là thấy rồi mà còn hái thì tiếc lắm cả nhà. Thì ngày xưa kia thì mình cũng đã từng đi lấy măng để về bán kiếm tiền mua mắm, mua cá khô, mua gạo rồi cả nhà. Nhưng mà bây giờ đi rừng mà thấy mà không hái thì... Lúc nãy đi thì mình cũng không có dự tính là lấy măng đâu. Vì gặp sa nhân quá nhiều rồi. Mà giờ không lấy thì tiếc mà... Hôm nay mình là sẽ lấy nhiều luôn về. Gặp nhiều quá thì lấy về để mà sấy nhé. Hôm trước đi phải 50 kg măng đấy. Tụ vô. Đây, ốc đây cả nhà ơi. Rồi nắng lên rồi đây cả nhà. Nắng lên rồi, ốc cũng đi tìm thức ăn rồi đó. Nhưng mình cũng đi tìm thức ăn nữa thì xin nhá. Được nãy giờ cũng được một túi ốc rồi cả nhà ơi. Đi lên con thì sáng giờ cũng được khá rồi. Gần đầy rồi, được bữa ăn rồi. Anh cái kia kìa. Hả? Bầu. Eli. Nào. Đây này. Thêm một con nữa. Nó phết vô. Tạ tạ cái kia. Nó phết vô kho đây. Cái kia. À đây. Đây nữa nha. Mình đang thè lưới ra đây. Hôm nay đi có 3 người thì 3 người với quay phim là 4 miệng ăn nên là phải tăng cường cái số lượng ốc nha cả nhà. Ủa đây này, 2 con một lúc này. Đâu? 2 con một chỗ này. Đây cả nhà. Ôi trời ơi. Thôi. Xin nha. Đây nữa nè. Bắt đi rúp rúp rúp. Mình đi tìm thức ăn mà ốc thì cũng đang. Ốc thì cũng đang đi tìm thức ăn.
như con lớn thì ăn con bé đấy cả nhà, cuộc sống sinh tồn là vậy đấy. Con lớn thì phải ăn con bé thôi. Còn mình đang đi tìm thức ăn thế này mà gặp con hổ thì mình cũng xác nhận là phải nộp mạng cho nó thôi cả nhà. Ủa, ốc này chết rồi. Nên là cuộc sống sinh tồn quy luật rồi. Gặp hổ nhớ chạy lên cây nha, treo lên cây nha. Gặp gấu cũng treo lên cây nha. Vô đây nè. Đây là con nè, chỗ này ốc nhiều này. Ui, chỗ này ốc nhiều ấy. Ốc loạn luôn rồi. Hôm nay mình bắt hết cỡ thì xem được bao nhiêu nhá. Được mấy ký nhá. Tìm lọ ốc này mắc phải dán xuống dưới đất đấy cả nhà. Mình thấy được. Thôi tập hợp nào, tập hợp anh em ơi, tập hợp lại. Nộp sản phẩm đi, nãy có được gì rồi. Nãy ba người chia đi ba hướng này cả nhà. Nộp nộp đưa ốc đây. Đến nóng. À nóng à. Bắt được. Đây cả nhà. Nãy giờ thì mấy anh em mình cũng đã bắt mà khá là nhiều ốc luôn, nộp hết đây. Vừa quay phim mà vừa là đi bắt rồi. Hôm trước bắt một túi là đã nhiều rồi đây cả nhà, nhưng mà hôm nay là trúng mánh là được hai túi. Hôm nay là tạnh mưa đó, ốc nó ra nhiều cả nhà. Rồi mình đi tìm những cái dược liệu mà chúng không thấy nữa. Đây, bây được, giờ được 5 ký sen nhân. 5 ký đấy, 5 ký sen nhân đây cả nhà, nhiều lắm rồi đây. Và bây giờ thì mấy anh em mình sẽ lúc nãy sáng này tính là mang theo nước để mà tiện thể nấu ăn ở trên rừng luôn cả nhà. Nhưng mà bây giờ thì nói chung cũng qua trưa rồi, tầm 3-4 giờ chiều rồi, nên bây giờ mình xin phép mình xuống dưới chòi chỗ người dân kia để mà mình nhờ chòi với son nồi để mà mình nấu ốc mình ăn xong rồi về nhé. Đi. Đi. Chị qua hướng này này. Không, có hướng kia chứ, để em bé măng. Hướng kia mà. Bé măng ha. Đi. Hôm nay là trúng mánh là một số lượng ốc là khá là đông ha mọi người. Nên là hôm nay anh em mình ăn no ốc đấy. Trước ăn còn thèm nhưng hôm nay chắc ăn chắc ớn luôn. Cho thêm một cái củ riềng vào cho nó ngon nhé. Riềng rừng đấy. Hôm nay có đông người nên là ốc phải đông như thế này thì ăn mới đủ nha cả nhà. Hôm nay được cả hơn ký á nha. Còn 2 ký ốc. Do mèo Đặng Sơn nó sắc quá thái sướng đúng không? Ở dưới đây thì có đầy đủ, có xả, có riềng, có lá chanh, ớt rồi. Mình cho nó quả ớt đỏ vô này. Mấy ớt xanh kìa. Ớt xanh để dành cắn thôi. Hi hà. Sản vật núi rừng bây giờ sáng nay lấy được ít sa nhân, bây giờ bày ra hết ra thì khoe luôn cả nhà. Có gì tốt thì cứ khoe thôi, xấu thì mình che lại. Mình cũng chưa tìm hiểu kỹ về cái quả sa nhân này nha cả nhà. Nhưng mà thường thì nghe những ông già xưa trước đây ông kể thì khi mà những người trẻ con trong làng hoặc người lớn gì đó đau bụng á, thì mình sẽ lấy một trái này mình nhai hoặc là mình ngâm rượu, mình nấu nước uống thì một hớp một ly thôi thì sẽ
dứt điểm cơn đau luôn cả nhà. Thì công dụng của nó rất là tốt đó, nhưng mà quý vị có thể là tìm hiểu thêm, hoặc là kiến thức của quý vị nhiều thì quý vị tìm hiểu, mà khi nào cần đến xa nhân thì hãy gọi cho mình nhé, mình sẽ cung cấp cho cả nhà. Này về sẽ ngâm rượu đây cả nhà. Đã được. Sáng nay đi duy nhất lấy được một cây nấm linh chi liêm xanh thôi cả nhà. Để ra cái này cứ đẹp rồi cứ để ra khoe thôi. Tí nữa ăn xong rồi gom hết đồ bao đem về. Rồi bây giờ là đến lúc ngoái đạo cả nhà. Đạo đi, đạo ngoái đi. Ngoái đạo cho nó trộn đều rồi. Rồi tí nữa mình lễ thôi. Và sáng nay thì Hòa cũng có hái được một ít nấm mối nha cả nhà. Tí nữa xào xong chín ốc thì mình sẽ vớt ốc này ra và bỏ đi kia, rồi bắt đầu lên nước ốc xào luôn nấm mối luôn cả nhà, tận dụng luôn cả nhà. Vì những video trước thì mình cũng đã có làm video ăn ốc cho cả nhà xem rồi, nhưng mà hôm nay là làm lại vì cả nhà thông cảm, bởi vì cái cuộc sống của mình khi đi rừng thì có gì tìm được thức ăn gì thì quay thức ăn nấy thôi cả nhà. Sáng nay thì tự nhiên gặp ốc nhiều quá, không gặp cái gì khác thì cứ lấy ốc ăn thức ăn đi cả nhà. Ngoái tiếp đi, đảo đi. Số lượng ốc vẫn rất là đông nên ăn hơi bị đá đấy cả nhà. Ngoài đảo ký nó đi rồi thưởng thức thôi. Rồi năm chín là cả nhà bỏ cho xa rồi tí. Bỏ ra đi cho có ranh giới này nữa, mà bây giờ là nhậu thôi. Thấy cô Hiếu ạ, thơm thế, xịt nước mùi thơm. Ăn miếng của đường như này bao giờ cho chết được trời. Này. Rồi, chết rồi. Thức ăn là chín rồi cả nhà, bây giờ xin mời cả nhà dùng uống rượu nhé. Đây là rượu huyết đằng, những video trước mình cũng đã giới thiệu rồi đó cả nhà. Nó bổ máu và giúp mình giảm đau vai gáy nha cả nhà. Và xương khớp đấy. Rồi xin mời cả nhà nhé. Uống một ly thôi. Này không có ly. Mời cả nhà nhé. Bữa nay ốc rất là đông luôn nên ăn là hơi bị ngon đấy cả nhà. Lâu một phát ra hết luôn cả ruột luôn đó cả nhà. Nhưng mà mình chỉ ăn phần trên thôi, phần dưới đây thì đắt không à. Đã đời. Rồi bỏ phần này đi. Rồi mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhé. Này cả nhà mình thử miếng nấm nè.
nhà xem nóng này, nhai vô trong miệng ăn kiểu nó giòn giòn đấy cả nhà. Nhai ớt đã. Đúng quá. Đau bụng này ăn rất là ngon. Đập cái gì cũng ngon hết. Đậm đà. Cả nhà xem những con ốc này, nó to, nó đã lắm cả nhà. Cả nhà mà khi nào mà có dịp lên Tây Nguyên thì cả nhà mà báo trước cho mình cỡ 1-2 ngày thì mình sẽ đi bắt ốc đi về nhé. Đây cả nhà xem này, khơi một cái nó ra hết luôn cả nhà. Mùa này nó mới có. Nhưng mà đoạn dưới này thì lúc mà mình chưa ngâm thì nó sẽ còn đất buồn ở dưới này nhé. Nhưng mà thời gian mình có thời gian ngâm rồi thì nó sẽ hết cái chỗ này, mình ăn hết một con được. Nhưng mà bữa nay thì mình chỉ ăn một nửa này thôi. Rồi ăn này thôi. Còn dưới trước kia bỏ nhé. Ăn rồi nó giòn, chứ nó không có dai như ốc kia. Ngon lắm. Ăn nấm kìa anh Hiếu. Ừ. Gỡ chỗ này không biết ăn. Chỗ này dưới đây thì bỏ nhé. Không biết ăn, chỉ biết nuốt thôi. Ừ, ăn cái ớt này nó ngon nè. Ớt nấu chung ớt ăn cả ngon lắm cả nhà. Đã. Anh Hiếu, ăn đi. Ăn đi cả nhà ơi, ăn mạnh đi cả nhà ơi. Nhà xem như con ốc này. Thịt to không. Bây giờ mình chỉ ăn nửa này thôi. Ba. Anh Hiếu uống trước. Lấy mồi. Hãy uống trước cũng được. Uống rượu xong mình tráng miệng bằng trái sa nhân luôn cả nhà. Nếu mà nó có thường thì cái trái chưa chín thì nó có vị đắng này nè. Uống luôn nha. Uống luôn, khỏi để xuống ly xuống nha. Không nhiều vào lắm không? Chuyện này vào luôn đi, khỏi để ly xuống. Ăn mồi vừa xong rồi rượu vừa tới luôn là vừa. Ba vòng mới hết liền. Ui, nốt chưa kịp. Vào mà. Cuối cùng thế là nặng nề nhỉ. Nhà xem nè. Được ốc ra rất là dễ dàng như vậy nha. Nhưng mà mình có thời gian mình ngâm nó thì mình sẽ ăn luôn cả cái dưới này luôn nè. Còn không bây giờ mình sẽ ngắt cái này đi nha. Rồi. Cái này mình đưa vào trong mồm mình nha cả nhà. Đã bỏ vô trong hố sâu. Ngon. Wow, ngon quá đi. Hết sảy con bà bảy đi. Tiếp tục luôn nè. Ngon quá. Ăn nấm. Quả là một bữa ăn ốc thôi là rất là sảng khoái luôn rồi nha. Trước kia thì mình cố tình mình đi bắt nó thì mình chỉ gặp ít. Nhưng mà hôm nay thì trong đầu của mình thì không nghĩ đến ốc. Nhưng mà tự dưng là hôm nay thì ra ốc nhiều quá cả nhà. Nên là anh em mình cũng đã lấy về mà ăn nãy giờ cũng đã ớn no rồi. Chắc bây giờ xin phép cả nhà mấy anh em sẽ xin phép dừng video nhé. Bây giờ mọi người tráng miệng một cái trái sa nhân này rồi xin phép cả nhà dừng video tại đây nhé.
chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ. Tạm biệt mọi người nhé.